Hello mọi người, thì hôm nay thì tiếp tục về Đất Nam Môn Hua. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiểu hóa Đất Nam Môn tiếp theo, mà đó là Đất Nam Môn huyền thoại rồi. Và tại là những loại Đất Nam Môn này thì sắp tiểu hóa thành công rồi, tiểu hóa tất cả rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại những loại Đất Nam Môn thuận dặm huyền thoại nữa thôi. Bắt đầu thôi. Tiêu hóa đến năm ông đại bàn lửa người di form tiến hóa. Rifuenic tiếp tục khám phá về hành động kho báu thôi. Bắt đầu đấu.
hoàn thành trận thứ hai rồi. Bắt đầu đấu. Chùm tia đen tối. Bom, đợt đầu bom mới rồi. Đây là loài đất, đất LIT. Sidonic. Sóng nước bùm nổ. Trời ơi, vẫn còn nữa hả? Zomonic đã bị hạ gục rồi. Chùm tia điện yom. Hoàn thành rồi, vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi. Tạm biệt mọi người.